Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái camera của Aquara nó có thể làm được gì trên Apple Kit nhé. Các bạn chú ý là trong cái ví dụ này thì mình chỉ sử dụng mỗi cái camera là của hãng Aquara thôi. Mình sử dụng một cái cảm biến hiện diện là LD2450 để phân vùng và một cái cảm biến cửa của Tuya. Mình làm như vậy để cho các bạn xem là cái khả năng kết hợp của cặp camera Aquara này với các cái thiết bị khác mà không phải của Aquara trong HomeKit thì nó sẽ sử dụng như nào nhé. Bây giờ ví dụ mình sẽ mở cái cửa này ra này, camera đang quay không về hướng mình nhé. Mình sẽ mở cái cửa ra. Đó, cái cảm biến cửa thì nó tức cái camera nó sẽ quay về phía mình và nó phát ra tiếng chó sủa này. Đấy, và đầu lập tức nó cũng sẽ bật chế độ checking mình. Đó. Bây giờ khi mình vào phòng ấy thì cái LD2450 nó sẽ có tác dụng phân vùng cho mình. Và mình đã phân vùng là khi mà mình đến một cái vị trí này. Đấy. Thì lập tức cái camera nó sẽ tắt cái camera đi, nó sẽ vào cái chế độ ngủ, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, nó vào chế độ ngủ rồi. Đó. Đó, cái phân vùng của mình nó chưa chuẩn lắm. Rồi ok. Rồi, bây giờ mình đi ra khỏi cái vùng này thì lập tức camera nó sẽ trở về bình thường. Đấy. Mình sẽ đi ra khỏi cái vùng mà mình phân vùng mà mình sẽ ngủ ấy. Đó. Thì nó sẽ trở về bình thường đó. Thì qua cái ví dụ này các bạn có thể thấy là cái camera của hãng Aquara nó có thể hoạt động được với các thiết bị khác của mà không phải của Aquara trên App HomeKit rất là hay, nhờ cái tính năng put những cái SIM lên trên App HomeKit. Như vậy là chúng ta có thể điều khiển cái camera này mà không cần phải sử dụng cái app Aquara nhé. Chúng ta có thể kết hợp được với tất cả những cái thiết bị của hãng khác và chúng ta có thể điều khiển nó được. Đấy. Các bạn có thể sử dụng trong rất là nhiều trường hợp. Ví dụ như các bạn có thể cấu hình một cái cảm biến hiện diện ESP Present để nó check cái các cái thiết bị của bạn, ví dụ như iPhone hoặc là Apple Watch, để các bạn biết được các bạn có ở trong phòng hay không, để chúng ta có thể bật hoặc tắt chế độ ghi hình camera. Cái này là cực kỳ hữu ích cho những bạn nào mà để lắp camera ở trong phòng ngủ ấy. Thì các bạn có thể tạo một cái automation là chỉ khi nào nó phát hiện ra các bạn ở trong phòng ngủ thì nó mới tắt camera đi. Còn nếu mà nó không phải là các bạn thì nó vẫn cứ bật camera và nó ghi hình bình thường. Đấy, nó sẽ đảm bảo cái tính bảo mật và cái tính riêng tư cho các bạn. Đó.